Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay thì toàn bộ chương trình của chúng tôi sẽ gửi đến sự ra đi của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn. Ngài đã được Chúa gọi về sáng mùng 7 tháng 3 năm 2018 tại Thánh đường San Paolo, Vatican. Và hiện diện trong chương trình hôm nay chúng tôi có sự hiện diện của cha Chu Vinh Quang. Chúng con xin được gửi lời chào đến Linh Mục Chu Vinh Quang cùng với chúng con hôm nay. Vâng, trước hết xin được gửi chào đến anh Trọng cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt. Ngài thụ phong Linh Mục ngày 17 tháng 12 năm 1970 cùng tại Giáo phận Đà Lạt. Và Ngài tấn phong giám mục ngày 20 tháng 5 năm 1999 tại Đà Lạt. Tổng giám mục phó ngày 28 tháng 9 năm 2013 và Tổng giám mục Sài Gòn vào ngày 22 tháng 3 năm 2014. Thưa Linh Mục Chu Vinh Quang, là một tu sĩ Công giáo, là một tu sĩ người Mỹ gốc Việt, Linh Mục đón nhận cái tin buồn này lúc nào vậy thưa Linh Mục? Dạ thưa anh Đoàn Trọng cũng như tất cả quý khán giả, thì sáng sớm ngày mùng 6 ở đây thì chúng tôi nhận được cái thông tin từ văn phòng của tu sĩ Liên đoàn Công giáo tại Hoa Kỳ này gửi cho tất cả mọi người, các tu sĩ, là báo tin là Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Độc đã qua đời tại Roma. Thưa Linh Mục, thông thường cái cách tổ chức của giáo hội Công giáo khi bị nguyên Tổng Giám mục giáo phận ra đi thì công việc điều hành giáo phận ai sẽ là người đứng đầu thay thế, thưa Linh Mục? Dạ vâng, thưa quý vị, là theo quy chế của giáo hội Công giáo thì khi một vị giám mục tại tòa ra đi thì Linh Mục phụ tá tiếp tục cái công việc điều hành của giáo phận, hoặc là giám mục phó sẽ tiếp tục điều hành công việc giáo phận cho đến khi bên tòa thánh chính thức bổ nhiệm một vị tân giám mục mới để tiếp tục cai quản địa phận của mình. Thì nếu đặt trường hợp trong một giáo phận mà chỉ có một mình giám mục mà thôi, thì như vậy chúng ta không có giám mục phó hoặc là giám mục phụ tá để tiếp tục công việc đó, thì cái sự ra đi đó sẽ để lại cho giáo hội giáo phận đó trống ngôi. Tuy nhiên, linh mục trưởng ấn đã được đức giám mục tại địa phương đó bổ nhiệm trong vai trò là trưởng ấn, thì sẽ tiếp tục trong cái công việc điều hành giáo phận cho đến khi có một giám mục mới do tòa thánh bổ nhiệm. Thế thưa linh mục, đức giám mục phó của địa phận Sài Gòn lúc này, ngài có phải là ngài tự đương nhiên trở thành Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, hay là phải chờ một cái sự gọi là chỉ định mới của Tòa Thánh Vatican, thưa Linh Mục? Dạ thưa anh, thì cái vấn đề là cho đến bây giờ, như chúng ta biết, ở Tổng Giáo phận Sài Gòn thì chúng ta có Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Sài Gòn đang hưu tại đó. Rồi Tổng Giám mục Sài Gòn có hai Đức Tổng Giám mục Phó, đó là Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Thì hai vị này cùng với Đức Hồng Y để tiếp tục điều hành trong công việc cai quản Tổng Giáo phận Sài Gòn cho đến khi bên Tòa Thánh chính thức bổ nhiệm một tân Tổng Giám mục mới. Thưa Linh Mục, mặc dù Linh Mục không xuất thân từ Tổng Giáo phận Sài Gòn nhưng mà chắc lại cũng có sự liên hệ nhiều. Thưa Linh Mục, có phải là Tổng Giáo phận Sài Gòn là một trong những cái Tổng Giáo phận lớn nhất ở Việt Nam phải không thưa Linh Mục? Dạ thưa, thì chúng ta có thể nói là tại Sài Gòn của chúng tại Việt Nam của chúng ta đó có ba tổng giáo phận: Huế, Hà Nội và Sài Gòn. Vâng. Thì tương đối khi nói đến tổng giáo phận thì nó bao quát các giáo phận chung quanh, thì dựa trên cái số tu sĩ, dựa trên số giáo dân và cái địa dư của giáo phận. Cho nên chúng ta thấy ví dụ như ở Tổng Giáo phận Los Angeles thì chúng ta có các địa phận chung quanh
là địa phận San Bernardino, địa phận Orange, địa phận San Diego, vân vân. Thì đó là cái địa dư mà chúng ta thấy. Thì trong ở bên Hoa Kỳ, bên Việt Nam chúng ta có Tổng giáo phận Huế, Tổng giáo phận Hà Nội và Tổng giáo phận Sài Gòn. Thưa Linh Mục, đến bây giờ Linh Mục có theo dõi thì Linh Mục biết số giáo dân cũng như số tu sĩ của Tổng giáo phận Sài Gòn nó bao gồm được bao nhiêu tất cả, thưa Linh Mục? Cho đến bây giờ thì theo tôi cũng không nắm rõ về vấn đề đó, nhưng mà theo cái tường trình của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chi Linh, tức là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khi triều yết Đức Giáo Hoàng, thì có báo cáo như thế này, là Giáo hội Việt Nam thì có 3 giáo tỉnh Huế, Sài Gòn và Hà Nội, gồm có 26 giáo phận và có 33 giám mục tại chức hôm nay đang hiện diện ở bên Rome, cùng với Đức Thánh Cha, khoảng 4.500 giáo xứ với hơn 4.000 linh mục, 22.000 tu sĩ nam nữ thuộc hơn 240 dòng tu, hơn 2.400 đại chúng sinh, 7 triệu giáo dân, tỷ lệ khoảng gần 8% dân số cả nước. Giáo hội Việt Nam năm nay thì mừng kỷ niệm 30 năm tuyên thánh cho 117 vị các thánh tử đạo Việt Nam, và có một thêm chân phước các thánh tử đạo đó là Andrew Phú Yên. Thì như vậy chúng ta thấy rằng, nhìn qua con số lớn như vậy, thì tại địa phương mỗi tổng giáo phận, mỗi địa phận có bao nhiêu thì tôi thì sự thực cũng không theo dõi tình hình nhiều ở Việt Nam, cho nên cũng không biết rõ về vấn đề bao nhiêu dân số ở tổng Sài Gòn. Nhưng cảm ơn Linh Mục rất nhiều vì Linh Mục Chu Vinh Quang đã cho chúng ta một cái con số tiêu biểu cho những cái hoạt động, những cơ sở và cái số con số giáo dân của Giáo hội Công giáo Việt Nam ngày hôm nay. Trở lại một trong những sự kiện mà chúng ta trở lại Vatican, thế thưa Linh Mục, tại sao lại có sự hiện diện của một số đông giám mục và tu sĩ cũng giống như Linh Mục hiện nay đang có mặt Vatican để làm gì vậy, thưa Linh Mục? Dạ vâng, thì thưa quý vị, là cứ mỗi 5 năm thì các địa phận, các giám mục ở trong địa phận trở về giáo triều Roma để thứ nhất là để cùng nhau bày tỏ lòng yêu mến giáo hội mẹ, tức là mẹ hội thánh tại Roma, rồi hiệp thông với giáo hội hoàn vũ và trung thành với Đức Giáo Hoàng. Thì đợt này đã 9 năm rồi, thì các đức giám mục ở trong Việt Nam chúng ta trở về lại Roma để tỏ lòng cái tâm tình đó. Thưa, cái sự kiện này là một cái điều theo giáo luật hay là tự cái lòng mà sùng mến của giáo dân Việt Nam đối với Đức Thánh Cha, thưa Linh Mục? Dạ thưa, đó là cái giáo luật mà giáo đã luật sắp xếp từ xưa đến giờ. Lúc nào tất cả cũng các phải nước trên toàn thế giới đều phải về triều kiến Đức Thánh Cha. Thế năm nay thì phái đoàn giám mục của, cũng giống như Hội đồng Giám mục Việt Nam về triều kiến Đức Thánh Cha, có mang theo cái ý nghĩa, cái mục đích gì để trao đổi với Đức Thánh Cha không, thưa Linh Mục? Dạ vâng, có nhiều lắm, là vì cứ mỗi lần về như vậy thì Đức Thánh Cha và Hội đồng Giám mục ngồi lại tâm sự hàn huyên và trao đổi cho nhau những cái sinh hoạt ở trong nước của mình. Yeah. Và nói đến cái sự trao đổi đó thì chúng tôi thấy cái bài tường trình nó dài lắm. Yeah. Thì không biết mình sẽ bắt đầu nó như thế nào. Nhưng mà với cái tâm tình giữa Đức Thánh Cha và các Đức Giám mục tại Việt Nam của chúng ta, cái tâm tình cha con rất là hài hòa với nhau. Và các ngài đã trình bày tất cả những cái công việc sinh hoạt của từng giáo phận, từng địa phương cho Đức Thánh Cha biết rõ tình hình trong nước như thế nào. Và cái tâm tình ngày thì chúng ta biết rằng cái tâm tình của Đức Thánh Cha của chúng ta bây giờ thì rất là hài hòa, rất là gần gũi với lại con chiên. Thành thử ra những cái tâm tình của ngài đến ngồi với lại đức các vị giám mục giống như là một cái tình cha con, một cái tình huynh đệ. Thì những cái câu nói của các ngài trình bày, cũng như cái câu nói và trả lời của Đức Thánh Cha, nó rất là gần gũi với nhau, nó không có bay bóng, nó không có đánh bóng những cái danh từ ngữ, mà rất là chân thật, rất là chân thành. Thì đó là cái mà chúng ta thấy cái tâm tình trở về để báo cáo với Đức Thánh Cha, trong cái tâm tình yêu thương cha con, để chính Đức Thánh Cha biết được cái tình hình sinh hoạt công giáo, đời sống đức tin tại Việt Nam như thế nào, và cũng như tại mỗi nước khi mà các nước trở về để báo cáo cho Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, theo như Linh Mục Chu Vinh Quang vừa đưa ra, thì theo giáo điều của Tòa Thánh Vatican, cứ hễ mỗi 10 năm thì Hội đồng Giám mục của các quốc gia có điều kiện thì để trở về Vatican để triều yết Đức Giáo Hoàng
và Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng theo như cái giáo điều quy định. Phái đoàn của Giáo hội Công giáo Việt Nam bao gồm 33 vị tu giám mục và đã có mặt tại Vatican trong những ngày qua. Và kém may mắn thì Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc đã trong cái cuộc viếng thăm Đức Giáo hoàng, triều kiến Đức Giáo hoàng thì ngài đã ra đi đột ngột. Đó là một trong những cái điều mà có thể nói nỗi buồn của tất cả các giáo dân, đặc biệt là Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và Tổng giáo phận Sài Gòn nói riêng. Chúng tôi một vấn đề hôm nay gửi đến quý vị cái tang buồn của Giáo hội Công giáo Việt Nam và sự hiện diện của linh mục Chu Vinh Quang sẽ dẫn dắt quý vị hiểu biết thêm về những cái chi tiết của sự kiện này, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.